Thưa quý vị khán giả, năm 2022, nỗi sợ hãi mang tên đại dịch Covid-19 đã qua đi và nhiều người ví von một cách hình ảnh rằng một ngày mới đã thực sự bắt đầu. Ngày mới luôn là thời điểm để mỗi chúng ta nghĩ tới những việc sẽ phải làm ngày hôm nay, chuẩn bị cho ngày mai và cả những dự định trong tương lai. Bằng tâm thế sẵn sàng, tinh thần quyết tâm và sự lạc quan, những vạch đích sẽ lần lượt được chinh phục. Đây cũng chính là thông điệp được truyền tải trong chương trình chính luận đặc biệt mang tên Ngày mới sẽ được phát sóng trên kênh VTC1 vào lúc 19:30 ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, nhân vật đặc biệt của chương trình Ngày mới. Phía sau một con đường sở hữu nhiều kỷ lục là kỳ vọng về sự bứt phá của cả một vùng đất. Cao tốc tại Quảng Ninh đã giúp hoàn chỉnh tuyến đường bộ cao tốc dài 600 km. Cụm công nghiệp Vân Đồn sẽ là nơi tập trung của hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp. Với những địa phương miền núi xa xôi như thế này, chính những tuyến đường cao tốc đã góp phần lớn trong việc biến tiềm năng trở thành những giá trị thực tế. Chúng ta có thể nhìn thấy tuyến đường cao tốc của tỉnh Quảng Ninh ở góc độ một con đường rất là đẹp, rất là quy mô. Nhưng câu chuyện đằng sau đó còn cho thấy nhiều điều hơn thế. Và đây chính là một điểm sáng giữa đại dịch mà chúng tôi sẽ kể với quý vị khán giả thông qua chương trình Ngày mới. Một ngày mới mà tất cả các địa phương trên cả nước đều cần có những con đường động lực như vậy. Những con người đặc biệt ở khắp ba miền Bắc Trung Nam cũng xuất hiện trong chương trình. Những hành trình mới đã mở ra với họ khi nỗi sợ hãi vô hình mang tên Covid-19 bị đẩy lùi. Câu chuyện đẹp về các nhân vật truyền đi thông điệp đầy cảm hứng về nghị lực, khát vọng sống và giấc mơ chinh phục những đỉnh cao, giúp khán giả thêm yêu cuộc đời và luôn tin rằng khó khăn thử thách nào rồi cũng sẽ vượt qua được. Mỗi một nhân vật thì có một sự lựa chọn trên con đường đối mặt với những biến cố chưa từng có ấy. Nhưng mà một điều bất ngờ mà chúng tôi ghi nhận được đó chính là họ vẫn rất lạc quan, đón nhận một con đường mới phía trước, mang theo cả niềm tin về hòa bình. Ngày mới cũng gợi lên những suy ngẫm về tương lai và trách nhiệm công dân trong việc chung tay đưa đoàn tàu kinh tế đất nước tăng tốc trên con đường hội nhập. Trong chương trình năm nay thì chúng tôi đưa ra một khái niệm mới, đó là cao tốc hội nhập. Các vị khách mời tham gia chương trình là các chuyên gia, các nhà quản lý, các doanh nghiệp thì sẽ giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn là cái con đường đó sẽ đưa chúng ta tới đâu và Việt Nam sẽ cần phải làm gì để có thể tăng tốc được trong cái cuộc đua toàn cầu ngày càng gay gắt. Và tôi tin là qua phần phân tích của các vị khách mời, ai cũng sẽ lạc quan với tương lai phía trước, giống như là tên gọi của chương trình Ngày mới. Tôi rất là thích xây dựng một cái thương hiệu Việt Nam và tôi không phải là một người duy nhất, mà bản chất là đây là một cái thế hệ của chúng tôi. Nhưng cái quan trọng nhất là những cái doanh nghiệp như của My đây này, là khi xây dựng cái sản phẩm đều nghĩ đến đó là cái sản phẩm mang cái niềm tự hào của dân tộc Việt, của con người Việt, của trí tuệ Việt ra thế giới. Nếu duy trì được tốc độ như hiện nay thì tôi nghĩ rằng trong giai đoạn 20-30 năm tới chúng ta có thể song hành cùng với các quốc gia khác trong khu vực.